Mình là một đứa nghĩ rất là nhiều. Kiểu cứ nghĩ đâu, cứ rảnh ra là nghĩ. Nghĩ đến nhiều đến cái mức mà bạc cả tóc. Một phần chắc là cũng do gen, nhưng mà không, chắc phần lớn là do nghĩ nhiều, là nghĩ quá nhiều. Kiểu mà nghĩ không lối thoát, nghĩ không xong không ra một cái giải pháp gì đâu, mà kiểu nghĩ quẩn ấy, kiểu nói chung là vô dụng. Và để bớt vô dụng thì mình hay chơi cái trò này, cắm đầu giống như này. Năm nhất năm hai gì ấy, có xem một cái phim gì đấy, xong mà có cái chị diễn viên chính gì đấy, nói chung chị cũng đang rất kiểu bối rối bế tắc giữa cuộc đời, thì chị không biết làm gì. Thế là chị tự dưng kiểu chị lao ra bờ tường, xây xong chị cũng cắm đầu xuống đất. Nhưng hồi đấy xem thì cũng kiểu bị ấn tượng cái cảnh đấy thôi, nhưng cũng không hiểu, nghĩ là chắc kiểu tình tiết phim thôi nhá, kiểu ý ra giải quyết được vấn đề gì đâu. Nhưng mà bây giờ làm thử thế nó đúng là thông thật. Tất nhiên là nó không phải thông theo kiểu là tìm ra một giải pháp tuyệt vời, mà nó sẽ là kiểu không nghĩ nữa. Mà những cái lúc mình nghĩ ấy, thì lại hay rơi vào ban đêm ở nhà của mình. Đấy, nói chung không gian nó không rộng rãi thoải mái để mà chơi những trò hùng hục được, chỉ nhẹ nhàng tình cảm nhưng mà vẫn tiêu hao sinh lực. Ví dụ như là handstand chẳng hạn, nhưng mà handstand thì đau cổ tay này, không giữ được quá lâu này, phải dựa vào tường trông cũng không ngầu lắm. Lanh thì ra rất nhiều mồ hôi nên thôi, bụng thì thôi mệt lắm. Thế tóm lại là có mỗi cái bài này là handstand này là phù hợp nhất. Tĩnh này, không đau cổ tay này, không quá mệt. Không quá mệt là kiểu thoải mái giữ được trong mức kiểu 3-4 phút ấy, kiểu hết một bài nhạc. Mình không phải dân chuyên yoga nên cũng không biết là cái động tác này thì nó bổ trợ cho cái cơ bắp gì, phát triển cho cái chi. Vì thế là rất là thoải mái, rất là đã, rất là phê, rất là thông. Mà không phải cứ hùng hục dùng sức xong siết chỗ này siết chỗ nọ là sẽ được đâu, mà nó phải tĩnh tâm, phải hít thở giá vào, phải tinh tế mới làm được. Mà mình trông như thế này là trông cũng chưa chuẩn đâu, mình đít vẫn cong cong, mọi người vẫn rung rung, vẫn cà giật này là chưa được đâu. Nó phải thẳng từng từng xong đơ 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 cơ. Nói chung là lúc chơi cái trò này đầu óc nó sẽ không nghĩ được cái gì đâu. Các bạn ấy chỉ tập trung vào một điều duy nhất, đấy là làm thế nào để mà không đổ rình ra đôi. Đại khái là như thế. Thế nên là ai có nhu cầu thông đầu thông bồn cầu thì cứ thử chơi như này xem, giữ khoảng 3-4 phút, 3-4-5 phút gì đấy, đảm bảo là không đảm bảo đâu nhá. Nói mai mà không hết 3 phút rưỡi nhà, tôi không nói nữa đâu, mọi người nghe nhạc đi nha.